Rồi, xin chào anh em. Giới thiệu với anh em một cây guitar acoustic của Nhật, hàng thương hiệu, chất lượng, giá rẻ nha anh em nha. Đây là một cây Suzuki F150R nha anh em nha. Cây đàn Nhật, made in Japan luôn, này sản xuất tại Nhật luôn. Ngoại hình đàn thì có xước sát nha anh em, đàn cũ lâu năm thì nó sẽ có vài vết lướt xước nhẹ thôi anh em, không ảnh hưởng gì đến chất lượng của đàn đâu. Còn âm thanh thì tuyệt vời, âm thanh rất là vang, âm rất lớn, tiếng vang lớn nha, dày âm. Ngoại hình đàn thì lướt xước một vài vết cũ, không ảnh hưởng đến chất lượng đàn nha anh em nha. Đây anh em nhìn tổng quan cái đàn đây nha. Đó, lát mình sẽ quay gần cho anh em soi những vết xước nhỏ nhỏ của đàn. Trần phím action là ok, action ở mức chuẩn rồi nha. Anh em có thể hạ thêm miếng nữa, tựa ngựa này nó còn luôn, anh em có thể nâng lên hoặc hạ xuống tùy nha anh em nha. Rồi đây, Suzuki F150R của Nhật, giá mình đang bán là 1.800.000 nha anh em nha. Đây, lát mình sẽ quay gần, mình test cần phím cho anh em coi. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều. Rồi, đây là tem của đàn nha anh em. Suzuki Violin Nagoya Japan No F150R. Rồi, hàng chất lượng giá rẻ nha anh em. Rồi, anh em coi gần đàn nha anh em nha. Nè, những vết nước xước nhỏ nhỏ nè. Chỗ này không phải xước nha anh em nha. Đây là cái màu nó vậy luôn, lướt xước nhẹ nhẹ anh em thấy không? Đàn cũ lâu năm này, chuyện nó xước nhẹ nhẹ là chuyện bình thường anh em. Mình mua đàn cũ mà, chuyện nó cũ là bình thường, âm nó hay là được rồi. Thì cái đàn này âm nó rất là hay, cái này không phải xước luôn nha anh em nha, cái màu nó ố chứ mới xước nha. Đó. Cái màu ố tự nhiên của gỗ nó chứ không phải xước. Mặt trên thì đẹp nè, đó chỉ lướt xước linh tinh thôi nè, nó không đáng kể đó. Tem của đàn đây. Cần phím là ok. Lát mình đo cho anh em coi Suzuki. Đó, khóa theo đàn luôn. Lướt xước một vài vết. Eo đàn này. Đó, eo đàn. Đo cái action cho anh em coi. Action đi số 1. Đó, chuẩn nè. Đi 6. Bằng chuẩn luôn anh em, đo bằng sát mí chuẩn cho anh em luôn. Âm thì rất to nha anh em nha, âm cái này ok lắm. So với tầm giá đó thì âm nó này vậy là quá tuyệt vời luôn. Mình test cần phím cho anh em nghe. Cần phím ngon lành nha anh em, không rè tè, không lỗi phím nào nha. Mình sẽ đẩy bài hợp âm để anh em nghe, anh em cảm nhận cái âm mộc của đàn nha. Âm rất là vang, tiếng rất hay. So với tầm giá như vậy thì nó quá tuyệt vời nha anh em. Thấy không, anh em nghe không? Âm nó rất là vang, rất là lớn luôn, rất là sáng tiếng. Đàn chất âm nó rất là tốt như vậy nha anh em nha. Đàn Nhật chất âm tốt, giá chỉ có 1.800.000 thôi nè. Cái này về tập luyện, ca hát, ăn nhậu, giải trí, vui chơi là tuyệt vời luôn. 1.800.000 nha anh em. Thông tin cửa hàng và số điện thoại để ở phần tiêu đề và phần mô tả, anh em có thể xem trực tiếp trên góc màn hình cũng có. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều.